Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 41. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 279: Đột nhiên chia cách. Phi trảng ngồi xuống ghế, hắn biết đây không phải là chuyện dễ giải quyết. Hắn hiểu nhưng mà không thể chờ quá lâu. Ta không biết bao giờ Diệp công tử sẽ trở về. Nhưng mà ta phải đi trước khi mà hắn về nếu dịch cô nương muốn đi với ta thì xin quyết định trước lúc đó phi trạng nhắc nhở dịch văn quân như là không nghe thấy vẫn lặng lẽ ngồi đó chìm vào trầm tư cuối cùng phi trạng mới đứng dậy cúi đầu thôi cứ như vậy đi ta sẽ nói với lạc phó đồ thống về quyết định của dịch cô nương đợi đã dịch văn quân đột nhiên gọi hắn lại không thể để cho ta suy nghĩ thêm một chút sao Bệnh tình của tiêu vũ Điền Hạ rất nặng rồi, có lẽ cậu ấy không có thể chờ dịch cô nương lâu như vậy đâu. Phi trạng mới lắc đầu, dịch dân quân cao mài, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Thôi được rồi, ta sẽ đi theo ngươi, nhưng có thể cho ta một chút thời gian không? Ta muốn để lại cho dịp đỉnh chi một bức thư. Xin hãy nói ngắn gọn thôi, phi trạng mới nhẹ gật đầu. Dịch dân quân tới cạnh bàn, lấy giấy bút ra, cầm ngắm một lát rồi mới đặt bút viết phu quân đỉnh chi gần đây thiếp thường gặp ác mộng sau thời gian một nén hương dịch văn quân mới đặt bức thường xuống cuối cùng ôm lấy đứa bé trên tay đặt vào trong nồi cô hôn đứa bé một cái an à thế mẹ đi xa nhà một chuyến không bao lâu sẽ trở về thôi còn mang cho con một vị ca ca trở về con mắt giống ủ rũ của phi trảng đột nhiên nhướng lên. dịch văn quân nhìn hắn một cái nói rất kiên quyết đúng vậy, ta không chỉ là muốn thấy tiêu vũ, ta còn muốn chữa khỏi cho nó, mang nó về. Gương mặt của phi trảng không một chút biểu cảm. Được, dịch văn quân xoay người, cầm thanh trường kiếm lên, đặt bức thư trên bàn, ra khỏi phòng. Phi trảng đứng dậy đi theo. Một chiếc xe ngựa đang đổ bên ngoài, dịch văn quân đi tới, phi trảng ngồi sau ngựa dùng roi. Dịch cô nương không có hối hận chứ. Ta tin tưởng sư huynh cũng tin tưởng định chi không có hối hận dịch dân quân nói được phi trảng dùng roi xe ngựa mới nhanh chóng rời khỏi lúc này dịch dân quân còn ý thức được đây là chuyện khiến cho cô hối hận cả đời không phải vì hối hận đã rời khỏi mà là hối hận vì không có tin tưởng dịp đỉnh chi thêm chút nữa nếu cô ở lại đợi dịp đỉnh chi nói với hắn mình mong hắn sẽ đi theo mình có lẽ kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn khác biệt sau khi mà hai người đi khỏi, Phi Ly đi vào trong phòng, nhúng vai một cái. Đúng là lợi hại. Trương cái mặt không có biểu cảm ra, nói hưu nói dượng, nhưng mà tất cả mọi người vẫn tin tưởng. Để ta xem thử người giết cái gì nào. Diệp An Thế, ba tuổi không có khóc tiếng nào, chỉ tò mò nhìn Phi Ly. Phi Ly đọc thư, khen không dứt lời. Chà, không ngờ cái gì cảnh Ngọc Dương Phi của chúng ta. À không đúng, hình như bây giờ hoàng đế đã phong cô ta làm tuyên phi rồi. Tuyên phi này giết văn không tệ, mang đậm thâm tình, khiến cho người ta cảm động tới rơi lệ. Ngay cả ta cũng cảm thấy cảm động vì tấm lòng của người mẹ của cô. Chỉ có điều... Phi Ly cất lá thư trên bàn đi, nhấc cây bút lòng lên. Hôn quang Phi Ly, thuật thư pháp đứng đầu thiên ngoại thiên, am hiểu nhất là bắt chước nét bút của người khác đọc xong lá thư thì bút pháp của dịch nhân quân cũng bị hắn ghi nhớ sau đó mới đặt bút mỗi chữ đều như là dịch nhân quân tự tay viết lên nhưng mà nội dung bức thư đã thay đổi lông trời lỡ đất giết người tru tâm dù tướng sứ đâu có phải chỉ biết là thuộc thấu tâm rõ ràng là thuộc tru tâm mà phi ly thu bút nhìn qua một lượt mỉm cười hài lòng thế này đi hắn mới dùng bút lên rồi mới đi ra ngoài Diệp An Thế ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên nói Ngươi cười cái gì? Phi Ly mới giật mình quay lại nhìn Diệp An Thế đột nhiên cao mài sát khí đã bùng lên Trong cái tình huống bình thường đứa bé sẽ bị dọa cho tới mức phát khóc nhưng mà Diệp An Thế vẫn mở to đôi mắt nhìn Phi Ly Phi Ly bị nhìn tới mức trong lòng cảm thấy run rẩy hỏi Cái thằng nhóc thối nhà ngươi nhìn cái gì? Diệp An Thế nghiêng cổ Người, người xấu, cái thằng nhãi lắm mồm. Phi Ly dùng tay một ít bột phấn bay ra. Diệp An Thế ngửi một cái, lập tức nhắm mắt lại, ngã xuống giường ngủ tiếp đi. Quên hết chuyện vừa rồi đi. Phi Ly cười gằn. Thật ra là rất muốn giết chết người. Như vậy, Diệp Đỉnh Chi sẽ càng căm hận. Thế nhưng dù tướng sứ đã căn dặn không có được động tới người, ta sợ mình tùy tiện ra tay, dáng cờ sẽ thay đổi. Phi Ly ra khỏi cửa phòng, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi mà dịp đến chi trở về, mặt trời đã lặn đằng tay. Hắn đã chuẩn bị để mà chịu mắng, tới ngoài cửa đã hâu to. Ây cha, lần này ta cũng muốn về sớm, khổ nổ cái tên trương đồ tể, cứ là bảo hôm nay vừa giết heo, muốn mời ta ở lại uống một chén. Ta nói là uống một chén thì uống một chén thôi, ai ngờ hắn cứ cố giữ ta lại, kể lễ chuyện người vợ đã bị bệnh chết của mình. Lúc đầu ta định mặc kệ hắn rồi Nhưng mà cuối cùng á, mềm lòng Nghe hắn lại nhảy cả một canh giờ Cho nên mới trở về muộn Nương tử Đừng có làm lơ ta như vậy chứ Nương tử Ta có mua viên gạo nếp mà nàng thích ăn nhất đây Còn có một bình rượu hoa quế nữa đó Nương tử Nương tử Diệp đỉnh chi nhíu mày Đặt cái đồ trong tay xuống Chậm rãi đi vào trong phòng Hắn giận chân khí Đảo qua gian nhà tranh một vòng nhưng mà chỉ phát hiện một hơi thở yếu ớt. Chắc là dịp an thế. Hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào trong nhà. Quả nhiên chỉ có dịp an thế nằm trong nồi ngủ sai, trong nhà không có khác. Kỳ quái, đã muộn rồi, sao mà nương tử lại ra ngoài? Dịp đỉnh chi nhìn quanh nhà, thấy bức thư trên mặt bàn. Hắn mới đi tới mở bức thư ra. Cách xa gian nhà tranh trăm trượng, Phi Ly và Nguyệt Khanh đang quan sát từ xa ngươi nghĩ dịp Đỉnh Chi sẽ ra sao? Phi Ly hỏi. Nguyệt Khanh suy nghĩ một lát rồi mới nói. Ta đoán lát nữa, gian nhà kia sẽ sụp đổ thôi. Rầm một tiếng, gian nhà tranh phía xa đã sụp. Có phải là người giết thư rất quá đáng không? Nguyệt Khanh hỏi. Phi Ly mới nhúng dài. Thực ra chỉ nói là hoàng đế lấy tính mạng của tiêu vũ và lạc thanh dương ra ép dịch văn quân. Dịch văn quân không thể không trở lại thiên khải thành. Cuối cùng thay dịch nhân quân biểu lộ lòng cảm tạ và tình cảm tiếc nuối cảm ơn đời này đã gặp nhau xin hẹn kiếp sau nguyệt khanh mới thở dài chắc chắn lúc này diệp đỉnh chi sẽ nổi điên lao tới thiên khải thành phi ly mới nhẹ gật đầu cho nên chúng ta phải ngăn hắn lại ở đây có làm nổi không đó mấy năm nay tuy hắn lặng lẽ ở đây là một người bình thường nhưng mà võ công không hề sa sút nguyệt khanh nói phi ly mỉm cười Năm xưa ta có thể đánh cho hắn không có đứng lên nổi, bây giờ cũng có thể đó. Chương 280 Ma Công Nhập Định tay trái của Diệp Đỉnh Chi bế Diệp An Thế, tay phải cầm quyền phong kiếm, lao như điên về phương Bắc. Trên đường đi, kiếm khí đã bộc phát ra phá tan cây cỏ xung quanh. Mãi cho tới khi một bộ áo tím ngăn trước mặt của hắn. Đã lâu không gặp, Nguyệt Thanh Mã hạ giọng nói, Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi như có ngọn lửa cháy bừng bừng, hắn mới rầm vòng hét: "Cút đi!" À, một tiếng cười khẽ vang lên, Phi Ly khoanh tay nhìn Diệp Đỉnh Chi. "Diệp Đỉnh Chi, từ khi mà chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?" Diệp Đỉnh Chi cố nén cơn phẫn nộ trong lòng, "Ta không có muốn gặp lại một lần nào nữa, cút đi." Phi Ly mỉm cười, "Tức tối quá sao? Chúng ta đi từ rất xa tới đây." Diệp Đỉnh Chi tay phải nắm thanh quyền phong kiếm dưới đất, sau đó mới đột nhiên nắm thanh quyền lao thẳng về phía trước. Đã tới trước mặt của Phi Ly, hắn mới dơ quyền phải đột nhiên đánh xuống, trúng thẳng ngực của Phi Ly. Phi Ly lại như không có kịp phản ứng, bị quyền này đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào một cây dâu, khiến cho cây dâu gãy ngang. Phi Ly đặt mông ngồi dưới đất, lao vết máu trên khóe miệng. Quyền vừa rồi đúng là nặng tay thật. Diệp Đỉnh Chi thu quyền đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Ta đã nói rồi, cút đi. Nguyệt Thành chặn trước mặt của Diệp Đỉnh Chi. Lần này chúng ta tới đây tìm ngươi, không quát ý gì, chỉ là muốn... Diệp Đỉnh Chi nhìn một cái, cơn thịnh nộ trong mắt đã không thể giấu nổi. Ta không có muốn ra tay với nữ nhân, nhưng mà nếu ngươi không đi, ta sợ không có thể khống chế được, sẽ giết người đó. Nguyệt Thành lắc đầu, vì sao mà ngươi lại thù địch với chúng ta như vậy chứ? Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên chui thanh quyền phong kiếm. Bây giờ ta đang có việc phải đi gấp. Có gì đợi ta về mới nói đi. Tuy ta cũng chẳng cần đoán, vẫn có mấy lời dớ giận ấy thôi. Có chuyện gì chúng ta có thể giúp ngươi không? Nguyệt Khanh hỏi. Diệp Đỉnh Chi không kềm chế nổi nữa, hẹt lớn. Ta nói là tránh ra, có nghe không? Ngươi muốn ta nhường đường, nhưng mà ta không nhường đường đấy. Phi Ly bò từ dưới đất dậy, móc từ trong lòng ra một cây phản quang bút, nhẹ nhàng dùng lên, tay phải lắc nhẹ, xương khớp trên người, giang lên tiếng canh cách. Diệp đỉnh Chi nghiến răng nghiến lợi nói, Các người có bệnh sao? Nguyệt Khanh mới thở dài, thật ra dọc đường tới đây, chúng ta đã gặp phu nhân của ngươi rồi. Diệp đỉnh Chi sững sờ, các người gặp nàng sao? Cô ấy nhờ hai chúng ta ngăn ngươi lại. Nguyệt Khanh chậm rãi nói, Cô ấy nói trên thế gian này có một số chuyện không có thể làm khác được, đành phải chấp nhận thôi. Diệp Đỉnh Chi cắn răng quát. Đánh rắm á. Này, Diệp Đỉnh Chi. Phi Ly mới nhảy lên, cao giọng hồ. Đòn vừa rồi, đúng là rất đào. Phán hoàng bút dung lên, một cái rảnh dài xuất hiện trước mặt của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi rút quyền phong kiếm, bảo vệ cái đứa bé đang ôm bằng tay trái. Đột nhiên lùi lại 10 bước. Hắn buồn đứa bé xuống, hạ giọng nói An Thế, đợi ở đây nha, đừng có cử động. Diệp An Thế mới nhẹ gật đầu. Dân, thưa cha, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy đi về phía trước. Ta mặc kệ văn quân nói gì với các ngươi Đi ngay đi, ta không muốn giết các người. Bằng không thì... Phi Lì xoay tròn phản quang bút trong tay. Ô, lỡn lối quá đó. Kiểm khí bắn tới. Diệp Đỉnh Chi lao dúc tới bên cạnh Phi Lì trường kiếm trong tay xoay tròn, chim chóc trong rừng kiều giang. Lần này không có dễ dàng như vậy đâu. Phi Ly đột nhiên dung phán quang bút, đánh văn quyền phong kiếm ra ngoài, sau đó lại dùng cây bút, ngòi bút như nở hoa. Hoa nở trầm đóa, đóa hoa đều yêu dạ nhiếp hồn đoạt phách. Nguyệt Khanh lù sang một bên, lặng lẽ quan sát trận tỷ thí này. Hồn Hoàng Phi Ly từng được coi là một người trẻ tuổi, có tiềm lực nhất thế hệ này của thiên ngoại thiên nhưng mấy lần thử tu luyện hư niệm công mà vẫn không có thành công nếu không chỉ dựa vào hắn là đã có thể mở cửa đá của lan nguyệt phúc địa rồi trò mèo diệp đỉnh chi chém xuống phá tan cái chiêu ngồi bút nở qua kia phi ly lùi lại ba bước dung mạnh phán quan bút trên tay vẽ ra một con hổ trên không trung diệp đỉnh chi cầm kiếm lao tới bất luận ngươi dùng yêu pháp gì thấy hổ giết hổ gặp rồng chém rồng phi ly dùng cây bút lớn con hổ bằng mực bay giọt lên trong gió như có tiếng hổ gầm sau đó lao thẳng về phía diệp đỉnh chi một kiếm chém tàn thế nhưng con hổ mực trúng kiếm lập tức đã rơi thành một dũng mực tàu rơi xuống nguyệt thành cả kinh nói không được trong mực có độc ăn mòn máu thịt trường kiếm của diệp đỉnh chi nhắc lên tất cả nước mực rơi xuống trong phạm vi một thước kiếm khí như cầu dòng trong một thước không có thứ gì có thể tiếp cận hạ độc hạ pháp diệp đỉnh chi ngạo nghệ nói phi ly mới cười lạnh ngươi đã mạnh hơn năm đó rất nhiều ta nói lần cuối cùng tránh ra ta tha cho ngươi một mạng diệp đỉnh chi giơ trường kiếm chỉ vào phi ly ngươi đã thấy trên lệch của chúng ta hiện giờ ngươi muốn ngăn cản ta không thể nào đâu phi ly mới nhún dài hình như thế nguyệt khanh mới thở dài chúng ta đã gặp người dẫn phu nhân của ngươi đi rồi, công lực cũng là bất phàm. Ngươi có đánh với chúng ta một trận, nếu tới đó chưa chắc là đối thủ của hắn. Huống chi bọn họ đã đi từ lâu rồi, ngươi có lên đường cũng không kịp. Vậy thì lao vào thiên khải thành, mang cô ấy về. Diệp đỉnh chi cả giận nói, Nguyệt Khanh mới lắc đầu. Thiên Khải Thành rộng lớn như vậy, năm xưa ngươi không có thể dẫn cô ấy đi. Bây giờ cô ấy đã vào hẳn hoàng cung, ngươi làm cái gì được? Diệp Đỉnh Kỳ nhíu mày, "Hoàng cung sao? Nếu ngươi muốn đi, ngươi phải đủ mạnh cái đã, mạnh tới mức quốc sư, tổng quản, đồ thống, tất cả mọi người trong thiên cải thành đều không có ngăn được ngươi, mạnh tới mức toàn bộ Bắc Ly phải quỳ rạp dưới chân của ngươi, có thể ngươi một đoạt được thê tử của mình về, nếu không, chỉ cần hoàng đế Bắc Ly còn tại vị một ngày, các ngươi đừng có mong mà được yên ổn." Nguyệt Khanh từ từ dụ dỗ Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hừ một tiếng. Quá ra là đợi ta ở điểm này sao? Định nhân lúc phu nhân của ta rời khỏi, mê hoặc ta sao? Các người quá coi thường ta rồi, cút ngay cho ta. Quyền phong kiếm chỉ thẳng lên trời. Nguyệt Thành đã bị kiếm phong hất bay ra ngoài, da vào một gốc cây lớn. Phản hoàng bút của Phi Ly quét ngang lại ngăn trước mặt của Diệp Đỉnh Chi. Người muốn chết sao? Diệp Đỉnh Chi hỏi hắn. Phi Ly dương một ngón tay trái điểm ba lần lên ngực sau đó mới giơ ngón tay ra chỉ vào Diệp Đỉnh Chi cũng đừng có coi thường ta ta còn chưa có phát huy toàn bộ thực lực đâu Ồ, Diệp Đỉnh Chi lùi lại một bước Nguyệt Khanh quảng sợ không được hồn quan Phi Ly người điên rồi ta không có điên ta chỉ muốn xem thử quy lực của hư niệm công Phi Ly giơ ngón tay điểm nhẹ lên trán trầm giọng nói hư niệm công tầng thứ ba một tiếng soạt gian lên. Chương 281 Hư niệm Quang Du Diệp Đỉnh Chi cao mài, cúi đầu nhìn dưới chân của Phi Ly. Trong dòng ba trượng dưới chân của hắn, cỏ cây lập tức đã khô héo, thậm chí có vết bỏng. Còn hồn quan Phi Ly luôn nở mỉm cười. Còn hồn quan Phi Ly luôn nở mỉm cười, khiến cho người ta có cảm giác ngã ngớn. Lúc này ánh mắt như là tỏa ra một ngọn lửa màu tím, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm trầm, có vẻ là cao quý kiêu ngạo. Diệp Đỉnh Chi đã thấy chưa? Đây chính là hư niệm công đó. Diệp Đỉnh Chi lùi là một bước, giờ phút này hắn mới chính thức coi Phi Ly trước mặt là đối thủ. Lần gần nhất, hắn đã thấy áp lực như là đối mặt với Phi Ly lúc này là khi trong kỳ thi của học đường, đối mặt với người thần bí quỷ gì kia. Đây mới là lực lượng. Phi Ly mới nhẹ nhàng dùng cây phán quang bút trong tay lên, viết một chữ lớn trên không trung sinh lại viết một chữ tử sinh tử ấn phi ly hất ống tay áo tưởng mình phán quan thật phân định sinh tử của ta được hay sao diệp đỉnh chi mới cười lạnh một tiếng dung quyền phong kiếm phá tan sinh tử ấn kia thế nhưng kiếm này chém xuống không có thể cắt đứt được như lúc chém con hổ mực kia ngược lại đã bị sinh tử ấn đánh văng ra ngoài ta không bằng ngươi không có võ mạch bẩm sinh, ta khổ luyện nhiều năm, hư niệm công mới chỉ có tầng thứ ba, nhưng mà chỉ riêng tầng thứ ba cũng đủ đánh ngã người lúc này rồi. Phi Ly ngạo nghệ nói, thế thì thử xem. Diệp Đỉnh Chi cấm quyền phong kiếm trước mặt, đột nhiên nhắm mắt lại. Sư phụ, năm xưa người khuyên ta đừng có dùng ma tiền kiếm, nhưng mà hôm nay bất đắc dĩ, e là không có cách nào thực hiện lời hứa đó. Diệp Đỉnh Chi rút quyền phong kiếm chỉ lên trời đột nhiên khí thế như là sấm sét cuồng phong gầm thét như là dạng quỷ kêu rên lão hòa thượng khuyên ta đừng có nhập ma nhưng thời thế này lại ép ta nhập ma rồi khóe mắt của diệp đỉnh chi lóe lên sát ý nguyệt thành nhạy bén phát giác ra sát ý thoáng qua của diệp đỉnh chi trong lòng mới giật mình tuy vừa rồi diệp đỉnh chi đã nhiều lần nói nếu không nhường đường sẽ giết chết bọn họ nhưng mà vừa rồi Diệp Đỉnh Chi tuy đã xuất kiếm mà không có sát ý. Xong thời khắc này, Diệp Đỉnh Chi thật sự là muốn giết người. Đừng có chết nha. Nguyệt Thành nói với Phi Ly, chết dưới kiếm này cũng không ổn. Khóe miệng của Phi Ly đã có máu từ chảy ra, nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Đối mặt với kiếm thế siêu cường mà Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đánh ra, hắn không những là không lùi lại, càng điên cuồng lao lên phía trước mà tìm kiếm, lấy thân nhập mà, đạt được kiếm pháp vô thượng. Theo như là truyền thuyết, trăm năm trước có một vị kiếm tiên đã hiến tế với ma thần để đổi lại kiếm pháp này. Nhưng mà mượn lực lượng của ma thần, sao mà không tự mình thành ma? Nếu người có thể luyện được hư niệm công, mà tìm kiếm nho nhỏ có là cái gì chứ? Đến lúc đó, đừng nói là trong thiên khải thành, không ai ngăn cản được người, cho dù là lý tiên sinh của học đường đích thân ra tay cũng không phải là đối thủ của người. Người sẽ là thiên hạ đệ nhất thật sự. Thù nhà của người có thể báo, thê tử của người sẽ không có rời khỏi người nữa, nhưng mà khổ cực xưa kia sẽ không có tới làm phiền người. Chúng ta có chung kẻ địch, hãy để chúng ta cùng sang bằng Bắc Ly. Cạch một tiếng, cuối cùng phán quan bút của Phi Ly dở thành hai mảnh rơi xuống dưới đất. Diệp Đỉnh Chi cũng rơi xuống, cắm quyền phong kiếm vào giỏ dịp an thế nhấp nháy mắt nhìn cha một lát sau thân thể của vi Ly mới rơi bịch xuống đất toàn thân của hắn đậm máu tươi nhưng gương mặt lại mỉm cười thoải mái rất thoải mái Nguyệt Khanh hạ xuống bên cạnh hắn đưa tay bắt mạch mới thoáng yên tâm cũng may chỉ đứt mắt của vài kinh mạch tùy tiện sử dụng hư niệm công lung tung ngươi đúng là to gan giới thể chất của người lúc nào cũng có thể đứt đoạn kinh mạch mà chết lén lút luyện tập bao lâu cũng phải dùng một lần cho tận hứng chứ. Phi Ly cười nói, vừa rồi ma tiên kiếm của ta đã dùng tới tầng thứ 8, còn hư niệm công của ngươi đã dẫn tới tầng 3. Ngươi có thể tỉ thí ngang tài với ta, rất lợi hại. Diệp Đỉnh Chi lạnh nhạt nói, Phi Ly được Nguyệt Khanh đỡ mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Đó là do thể chất của ta sử dụng hư niệm công, nếu đổi lại là ngươi chắc chắn đã khác rồi. Sao các người nhất quyết muốn ta luyện cái môn võ công này? Diệp Đỉnh Chi hỏi, Bắc ly của vô số cao thủ hộ quốc, chỉ riêng lý tiên sinh thôi đã khiến cho Bắc quyết của chúng ta không có bất cứ cơ hội mỏng manh nào. Chúng ta cần một người tu luyện hư niệm công dẫn dắt chúng ta phá tan biên giới này. Nguyệt Thành nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, còn người chính là lựa chọn của chúng ta. Các người muốn mượn tay của ta phá quỷ Bắc ly sao? Diệp Định Chi cười lạnh. Theo nhu cầu cả thôi. Phi Ly nôn ra một ngụm máu tươi. Những gì mà ta vừa nói không phải là lừa ngươi. Sau khi hoàng đế Bắc Ly kế dị đã phái gần 100 kim ngô vệ ra ngoài tìm kiếm các ngươi. Bất luận các ngươi có chạy trốn tới đâu, bọn họ cũng sẽ tìm ra. Tử Nam Quyết thì sao? Tới chỗ xa hơn thì sao? Diệp Định Chi lẩm bẩm. Phi Ly mới quát. Chẳng lẽ là người chỉ biết chạy trốn sao? tu luyện môn hư niệm công này cần phải bao lâu? Diệp Đỉnh Chi hỏi, nếu ngươi đồng ý, lập tức theo chúng ta về thiên ngoại thiên. Phi Ly mới đứng dậy, ta truyền toàn bộ ba tầng hư niệm công cho ngươi. Nguyệt Khanh nghe vậy mới kinh hãi, Phi Ly, ngươi điên rồi sao? Phi Ly nhìn Diệp Đỉnh Chi thần sắc trấn định, chẳng phải là chuyện ta muốn làm giống rất điên cuồng sao? Diệp Đỉnh Chi cao mày nói, hư niệm công có thể trực tiếp truyền công sao? Trên giang hồ, đúng là nghe nói có một số công pháp có thể trực tiếp truyền từ người này sang người khác, nhưng một loại nội công tâm pháp thuần túy. Trong quá trình truyền thụ sẽ có hao tổn nhất định, thậm chí đại đa số 10 phần chỉ còn một cho nên trừ phi dạng bất đắc dĩ, không thì rất ít khi xảy ra cái chuyện truyền công độ pháp. Đúng, hư niệm công có thể, đồng thời ta là tầng thứ ba, tới người của ngươi cũng là tầng thứ ba, chỉ có một điều kiện. Phi Ly chậm rãi nói. Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc. Điều kiện gì? Phi Ly mới đột nhiên rảo bước lướt tới, đi thẳng đến trước người của Diệp Đỉnh Chi, giơ tay nắm lấy dài của hắn. Thân thể người phải chịu được công pháp của ta. Diệp Đỉnh Chi đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười lạnh. Cái này khó lắm sao? Nguyệt Khanh lên đường thôi. Phi Ly mới đột nhiên nói. Nguyệt Khanh nhẹ gật đầu, hô một tiếng, một chiếc xe ngựa từ trong rừng cây chạy tới bên cạnh họ. Phi Ly kéo Diệp Đỉnh Chi nhảy vào trong xe ngựa. Nguyệt Thành đi tới bế Diệp An Thế ở trong góc lên. Mẹ! Diệp An Thế đột nhiên nhìn về phía xa gọi một tiếng. Nguyệt Thành sửng sốt, dỗ dàng quay đầu nhưng mà không thấy bóng dáng quài. Cách xa 30 dặm có một người lao ra khỏi cổ xe ngựa màu trắng. Ta có dự cảm rất xấu, ta không có thể đợi thêm được nữa. Người kia chạy như bay, chớp mắt đã lao đi hơn 10 trượng. Chương 282 Nhất Thất Thiên Niên Hình Thanh Văn Dị Xúc Phi lì, truyền nội công dập cơ thể của Diệp Đỉnh Chi, đã được nửa chu thiên, ngũ giác đều đã bị phong tỏa, cho nên hắn không có nghe thấy tiếng hồ cách xa dài dặm. Nhưng Nguyệt Khanh nghe thấy, Diệp Đỉnh Chi đại ca người bắt đi đông quân đến đây đó nguyệt thành mới đột nhiên dùng dây cường phóng ra một mũi lệnh tiễn lên không trung môn nhân thiên ngoại thiên ẩn nấp xung quanh hàng sơn tử chứng kiến lệnh tiễn bắn ra lập tức lao theo hướng đó bách lý đông quân sao là cái gã mà tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới sao vốn còn định chăm sóc cho hắn nhưng mà hôm nay đành phải nguyệt thành lại dùng dây cương ta không có thời gian chờ với ngươi rồi Diệp Đỉnh Chi, đại ca người Bách Lý Đông Quân đến đây, còn không ra bái kiến. Bách Lý Đông Quân hồ to, vẫn không có ai để ý tới y. Chẳng lẽ ta tới chậm mất rồi? Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói, y nhìn ngôi chùa trên đỉnh núi, dựa theo miêu tả của Diệp Đỉnh Chi trong thư, chạy về phía gian nhà tranh. Nhưng khi y chạy tới, cảnh tượng y không có muốn thấy nhất lại xuất hiện. Gian nhà tranh đã sụp đổ rồi, xung quanh hỗn độn, hiển nhiên vừa có người đập phá ở đây. Diệp đỉnh chi? Bạch đi Đồng Quân siết chặt hai nắm tay, sau đó cúi người, thấy dưới đất có dấu chân rõ ràng. Xem ra khi rời khỏi, Diệp đỉnh chi rất là phẫn nộ. Mỗi dấu chân đều in sâu hơn một tấc. Nhìn theo hướng dấu chân rời khỏi, lập tức hạ quyết tâm. Đuổi! Y mới đứng dậy, đang định đuổi theo, nhưng mà lại cảm nhận được khí tức xung quanh, lắc đầu cười gằn. Bây giờ tâm trạng của ta không tốt, các người nhất quyết trêu chọc ta trong cái thời điểm này sao? Có tới mười mấy người mới lần lượt hạ xuống gần gian nhà tranh. Bọn họ đều mặc trường bào màu đen. Chính là môn nhân thiên ngoại thiên, theo lời của hồn quang Phi Ly, đến đây lần này. Người cầm đầu là một nam tử trung niên khôi ngô. Nhìn bà Lý Đông Quân, vừa nghe công tử hô to từ phía xa, có phải là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân, bạch lý đông quân thì là bạch lý đông quân sao mà phải thêm thắt đoạn dài vào đằng trước làm gì bạch lý đông quân nhếch miệng lên bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn Ồ nam tử trung niên cầm đầu mỉm cười một các ngươi tránh đường ra bạch lý đông quân giơ một ngón tay nam tử trung niên lắc đầu xem ra phải chọn cách thứ hai rồi hai ta đánh các ngươi một trận sau đó các ngươi tránh đường Bạch Lý Đồng Quân giơ ngón tay thứ hai. Nam tử trung niên vàng hai tài, chân khí dân trào trong tay áo, hắn tức giận nói: "Bạch Lý Đồng Quân, đừng có coi thường người khác, ta tu luyện Kim Trung Tâm Pháp đã 40 năm, thứ khác thì không giỏi, giỏi nhất là chịu đòn, người tới đây thử xem." Thế thì thử xem. Còn chưa có dứt lời, Bạch Lý Đồng Quân đã tới trước mặt của nam tử trung niên. Nhanh quá. Nam tử trung niên thầm kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì quyền của Bách Lý Đông Quân đã đánh tới trên ngực. Nam tử trung niên không hề nhúc nhích. Bách Lý Đông Quân nghiêng cổ, nam tử trung niên sửng sốt, sau đó mới cười ha hả, không đào không ngứa, chỉ thế mà thôi. Bách Lý Đông Quân xoay nhẹ nắm đấm, vậy sao? Trên nắm tay đột nhiên tuôn trào chân khí, nam tử trung niên cúi đầu nhìn xuống, dường như nghe thấy cái tiếng xương lòng ngực của mình rạn nứt hắn ngẩng đầu lên nhưng mà thân thể đã bị quyền này đánh văng ra ngoài ngã vào cái gian nhà tranh đổ nát bà ly đồng quân thu quyền nhìn những người khác có ai chịu đòn tốt hơn hắn không mười mấy người kia tuy lộ rõ về ái ngại nhưng mà không có ai lùi lại nửa bước bà ly đồng quân bẻ khớp xương răng rắc y cười lạnh nói xem ra vừa rồi đánh còn chưa có đủ nặng tai nam tử trung niên từ trong đống đổ nát bò dậy cẳng rằng nói Thật ra, ngươi chỉ có một lựa chọn thôi. Bánh ly đồng quân giờ nắm đắm. Ngươi nói đi. Giết chúng ta, sau đó đi qua cái chỗ này. Nam tử trung niên gầm lên một tiếng, sau đó giờ nắm tay, xuất quyền đánh thẳng về phía bánh ly đồng quân. Bánh ly đồng quân giơ bàn tay trái, nắm lấy quyền khoáng dễ như trở bàn tay. Y dùng tay phải, bất nhiễm trần bên hông đã rời gió, rơi vào tay quỳ. Y gác bất nhiễm trần lên cổ của Nam tử trung niên không phải là không được nam tử trung niên cười lạnh nói chúng ta thà chết không lùi đúng là cứng rắn nhưng nếu cứng rắn như vậy sao phải tìm người khác nhờ phụ quốc bà ly đồng quân xoay nhẹ trường kiếm trong tay trước kia ta luôn cảm thấy tính mạng con người là cái thứ đáng quý nhất người khác không có tư cách tùy tiện cướp đoạt cho nên ta không có cảm thấy trong chuyện lớn như phụ quốc hy sinh tính mạng của một người là đáng giá cho nên Diệp Đỉnh Chi không nên mất mạng, ngươi cũng vậy. Ngươi, ngươi nói vậy là sao? Nam tử trung niên hỏi. Bạch Ly Đồng Quân xoay tròn trường kiếm, cắm vào vỏ, sau đó buồn tay trái, ném nam tử trung niên xuống đất. Bạch Ly Đồng Quân quay sang nhìn cái đám người kia một lượt. Đã như vậy, xin lỗi các vị, ta sẽ đánh gãy chân của các người. Nam tử trung niên cả giận nói, đừng coi thường người khác. Lúc này có một chiếc xe ngựa trắng đã chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ. Nam tử trung niên nhìn chiếc xe ngựa kia cả kinh nói, chiếc xe này, các vị môn nhân của thiên ngoại thiên, ta là Nguyệt Giao. Trong xe ngựa, gian lên một giọng nói dịu dàng, mười mấy môn nhân của thiên ngoại thiên giật mình. Nguyệt Giao từng là trưởng công chúa của Bắc Quyết sau khi mà Nguyệt Phong thành bế quan, cô cũng là tông chủ thật sự của thiên ngoại thiên. Tử Tôn Sứ chỉ là phụ tá của cô thôi, nhưng mà mấy năm gần đây, Nguyệt Giao công chúa luôn ra ngoài. Nội bộ của Thiên Ngoại Thiên đã coi mệnh lệnh của vua tướng sứ là trên hết. Nhưng bây giờ, thấy Nguyệt Giao đích thân tới, bọn họ vẫn cực kỳ tôn kính. Mười vị môn nhân, bao gồm cả người trung niên trọng thương kia, quy lại dưới đất. Xin nghênh đón tông chủ đại diện. Không cần phải gọi ta là tông chủ đại diện, bao năm qua ta đâu có làm gì. Nguyệt Giao dịu dàng nói ta chỉ lấy danh nghĩa của phụ thần thỉnh cầu chư vị có thể nhường đường không nam tử trung niên cầm đầu sửng sốt nhường đường sao đường của ta là vị bách lý công tử kia chúng ta là muốn đuổi theo một người bạn hy vọng các vị có thể giúp đỡ cho nguyệt Giao chậm rãi nói nhưng dù tướng sứ có lệnh nam tử trung niên nói được phần nữa rồi không có lên tiếng dù tướng sứ sao nguyệt Giao mỉm cười phụ thân lâu rồi không có xuất quan hắn hạ quyết tâm thay thế sao đương nhiên là không nam tử trung niên mới vội dàng trả lời thế thì nhường đường ra nguyệt giao lạnh nhạt lặp lại bạch lý đồng quân hư lạnh một tiếng sau đó mới trực tiếp đi theo hướng dấu chân tuy là mười mấy người kia không có nói gì thêm nhưng khi bạch lý đồng quân đi qua không ai dám tiến tới ngăn cản chương hai trăm tám mươi ba đọc sách đồng hành xe ngựa của Nguyệt Khanh nhanh chóng đi về phía bắc, chẳng mấy chốc đã rời địa phận của cô tô. Nhưng vừa rời cô tô, cô đã nhận được một con bồ câu đưa thư của môn nhân Thiên Ngoại Thiên. Cô đọc hòa lá thư nhiễu mại. Tỷ tỷ, không ngờ ngươi lại xuất hiện vào lúc này. Bây giờ lại định đoạt lại quyền lực sao? Có phải là hơi muộn rồi không? Ngươi quá coi thường Nguyệt Giao Công chúa. Thứ cô ấy muốn không phải chỉ của quyền lực một giọng nói quể quải đột nhiên vang lên nguyệt khanh quay đầu lại phát hiện phi ly đang tựa người vào xe ngựa ngửa đầu uống một ngụm rượu người hiểu rất rõ tỉ tỉ của ta nguyệt khanh hỏi khi mà còn bé mấy người chúng ta lớn lên cạnh nhau nguyệt giao công chúa khác với chúng ta cô ấy không có muốn phụ quốc phi ly nói đầy ẩn ý nguyệt khanh cười gằn thật sao cô ấy cảm thấy đối với gì dần bắc quyết hiện giờ ở lại khu vực của cực bắc là một lựa chọn tốt hơn phi ly nói quan đường nguyệt khanh khinh thường nói không suy nghĩ nguyệt giao công chúa không sai phi ly buông bình rượu xuống thở dài một tiếng đúng là nếu khởi xướng chiến tranh phụ quốc di dân bắc khuyết sẽ rất thảm đó nguyệt khanh không có nói gì chỉ cười lạnh đáng tiếc ta không phải là di dân bắc khuyết bình thường ta cũng không muốn quan tâm bọn họ ổn hay là không đối với ta mà nói, phục quốc sau đó kế thừa chức vị đại tướng quân của phụ thân ta, đó mới là một lựa chọn tốt nhất. Phi Ly cười nói, bao giờ thì hắn tỉnh. Nguyệt Khanh nhìn qua phía sau lưng của Phi Ly một cái, còn sớm lắm, không ngủ ba ngày ba đêm thì không có tỉnh được đâu. Phi Ly quay đầu nhìn lại, không khéo khi mà chúng ta về tới thiên ngoại thiên thì hắn mới vừa dặn tỉnh lại. Hư niệm công tầng thứ ba, không phải là dễ dàng tiêu hóa như vậy. Thế còn ngươi? Nguyệt Khanh hỏi. Ta sao? Phi Ly nhúng dài. Ít nhất hơn một tháng là không có cả sức để mà đứng lên. Còn khôi phục lại như trước, e là cần một năm, nửa năm. Nguyệt Khanh cao mày nói. Bách Lý Đồng Quân đã phá dây rồi, đang lao tới. Ta phái ba đợt nhân mã để mà cản đường hắn, nhưng đều đã bị đánh gục rồi. Nếu hắn đuổi kịp, cao thủ bậc thứ ba trên quan tuyệt bản ta không có đối phó được đâu, bao giờ phi trả về. Hắn phải bảo đảm dịch nhân quân được đưa tới thiên khải thành, sau đó mới quay trở về thiên ngoại thiên. Dọc con đường này, hắn sẽ không có tới giúp chúng ta đâu. Phi Ly trả lời, còn cần phiền toái như vậy làm gì, một quyền đánh chết con ả đó là được rồi mà. Ánh mắt của Nguyệt Khanh lóe lên vẻ hung ác. Nữ nhân kia không có dễ giết như người nghĩ đâu. Nếu không giết được, Ngược lại bại lộ mục đích của chúng ta Cô ta quay lại tìm dịp đỉnh chi Thế thì rất là phiền phức Còn một khi mà cô ta tới Thiên Khải Thành Phi Ly mỉm cười Thì không cần chúng ta phải ra tay nữa Người có vẻ thoải mái quá rồi Nếu phi Trảng không về Thế thì làm sao mà chúng ta đánh được Với bánh Lý Đông Quân Nguyệt Khanh hỏi Ngươi nhìn cái tòa thành phía trước kia đi Phi Ly chỉ đằng trước Nguyệt Khanh đưa mắt nhìn sang Sao chứ tòa thành đó tên là Tuyên Thành, ở đó có một đồng bọn cũ của chúng ta, hắn và Bách Lý Đông Quân có quyết hải thâm thù. Hắn chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi đó. Phi Ly nói, ai? Nguyệt Khanh nghi hoặc, dù tác sứ. Phi Ly chậm rãi thốt lên ba cái chữ này. Nguyệt Khanh hít một hơi lạnh, gã điên ấy, chẳng phải là hắn không có đội trời chung với vô tướng sứ sao? Sao mà lại giúp chúng ta? bao lâu nay vô tướng sứ luôn phái ta tìm hiểu vị trí của vô tác sứ sau này ta phát hiện hắn luôn ở trong tòa tuyên thành này để mà chữa thương lúc đó ta đã tính trước nếu chuyến đi này thuận lợi chúng ta đi vòng qua thành nếu không thuận lợi thì qua tuyên thành lão chó già kia là một gã điên phi ly hít một hơi ta đoán chắc chắn hắn sẽ giết ba ly đồng quân trước rồi mới quay sang tiêu diệt chúng ta tuyên thành quán trọ tân phong dù tác sứ có người từ thiên ngoại thiên vào trong tuyên thành trên giường một ông lão dáng vẻ tùy tụy đang ngồi đã tọa xung quanh sương khói mịt mờ dường như là đang vận công chữa thương lý Trực sinh chết tiệt kia rốt cuộc ngày đó hắn đâm thầm làm cái gì vì sao mà tới giờ thương thế của ta vẫn chưa khỏi ông lão qua khẽ dù tác sứ ngài có nghe ta nói không Người hầu trẻ tuổi đứng bên ngoài cửa sợ hãi nói Có chuyện gì? Ông lão mới ngẩng đầu lên hỏi Có người sắp tới tuyên thành là người của thiên ngoại thiên Người hầu trẻ tuổi mới dội dàng nói Là ai tới chịu chết? Ông lão chẳng có thèm ngó tới Hồn quang phi ly Con của nhị tiểu thư Nguyệt Khanh tiểu thư Người hầu trẻ tuổi nói Bọn họ sao? Phi ly thì thôi đi Sao mà lại có cả con nhóc Nguyệt Khanh nữa? Ông lão hỏi Người hầu trẻ tuổi mới trả lời. Nhìn bộ dạng của bọn họ có vẻ như đang bị người khác đủ giết, cho nên bất đắc dĩ phải trốn vào tuyên thành. Không biết là trùng hợp hay là... Ông lão mới cười lạnh. Cái thằng nhãi phi ly kia đúng là được chân truyền từ vô tướng. Tầm cơ thâm trầm. Lần này hắn làm vậy chắc chắn tính toán từ trước. Muốn coi như ta là một cọng cỏ cứu mạng rồi. Nguyệt Giao Công Chúa Gia Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đồng Quân Bách Lý Đông Quân sao? Ông lão mới đột nhiên thu lại chân khí, bước từ trên giường xuống. Là cái tên Bách Lý Đông Quân của Phủ Trấn Tây Hầu. Được, được lắm, ta muốn tìm hắn lâu lắm rồi. Hôm ấy trong thiên khải thành, ta không có bắt được hắn, không có thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất này được. Ánh mắt của ông lão lóe lên vẻ hung bạo. Lần này không bắt được nữa thì ra tay giết luôn đi. Thế nhưng bên phía hồn quang phi ly chẳng qua chỉ là hồn quan nho nhỏ sao phải quan tâm tới hắn đợi sau khi mà giết chết bách lý đông quân ta lại tự giết hắn có khó gì đâu chứ ông lão hỏi bao lâu nữa thì bọn chúng mới vào thành bọn hồn quan phi ly thì nửa canh giờ nữa bách lý đông quân khoảng một canh giờ nhưng mà tốc độ của bách lý đông quân rất nhanh người hầu nói được chỉ sợ hắn để cho ta chờ quá lâu thôi ông lão trước là đẩy cửa bước ra ngoài Nguyệt Hành điều khiển xe ngựa vào trong tuyên thành. Cô nhìn trái nhìn phải, quan sát mọi người xung quanh, thân thể hơi run rẩy. Người sợ lắm sao? Phi Ly cười hỏi cô. Dù tác sứ, trong tứ đại tôn sứ, ta sợ nhất là hắn. Những vị tôn sứ khác tuy là tính tình kỳ quái, nhưng mà đối xử với chúng ta vẫn khá hiền lành. Chỉ có hắn luôn khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Nguyệt Khanh mới hạ giọng nói. Đó là vì tính cách vô tác thâm trầm bất định, khi thì ôn hòa, khi thì lạnh lùng. Nhưng mà người có nghĩ tới chuyện vô tác có thể là hai người không? Hai người sao? Nguyệt Khanh sững sờ. Đúng vậy, nhưng bây giờ không cần phải để ý, bây giờ vô tác chỉ còn có một người thôi. Chính là vô tác sứ lạnh lùng âm độc, đối xử với kẻ địch hoàn toàn không có lưu tình. Chúng ta nên thấy may mắn vì vô tác sứ này sẽ thay cho chúng ta đối phó với bách lý đồng quân đó. Chương 284 Nho sinh lôi thôi Tuyên thành, quán rượu đăng lâu Một nam tử trung niên áo xám, tóc tai bù xù bị người ta ném thẳng từ lầu hai xuống ngã cái rầm dưới đất Nguyệt Khanh mới đột nhiên kéo cương ngựa Ai vậy? Phi Ly nhướng mày cũng thầm ngạc nhiên chẳng phải là người nói dù tác sứ sẽ không có tới cản được của chúng ta sao? Nguyệt Thành hạ giọng nói, Phi Ly nhìn người dưới đất. Lòng người khó dò, nhất là cái loại người như là vô tác sứ. Người trung niên dưới đất, nấc một hơi rượu, đứng dậy nhìn hai người bọn họ. Hắn phủi bụi bậm trên người, lười biến nói, Chào hai vị tiểu hữu, lần này là hai người tới phía bắc sao? Liên quan gì tới ngươi? Nguyệt Thành mới cả giận nói, Phi Lì lạnh lùng nhìn nam tử trung niên một cái. Các hạ là ai? Vì sao mà lại cản đường chúng ta? Nam tử trung niên cười nói. Ta sao? Ta là người đọc sách, một lòng, muốn tới phương Bắc xa xôi, ngắm nhìn băng nguyên ngàn dặm, băng sơn dạng trượng. Cho nên ta thử chặn xe của các người, chẳng hay hai vị có đồng ý hay không? Không đồng ý. Nguyệt Khanh trả lời. Nam tử trung niên gãi đầu một cái tự nhủ, tướng mạo này hoàn toàn không có kém lời sư phụ nói nhưng mà sao tính cách hoàn toàn bất động có phải là sư phụ lão nhân gia lại triều chọc ta không Nguyệt Khanh nhìn Phi Ly một cái Phi Ly gật nhẹ đầu giết Nguyệt Khanh dùng tay ba mũi châm bạc từ trong tay áo của cô bắn ra nhắm thẳng vào nam tử trung niên nam tử trung niên hắt hơi một cái ba mũi châm đã lập tức dở tan rơi đầy đất kẻ địch khó đối phó rồi Nguyệt Khanh mới hạ giọng nói. Phi Ly siết chặt nắm tay bên phải, nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. Thôi, bỏ đi, chắc nhận lầm rồi. Nam tử trung niên lại có vẻ mất hứng, khoát tay áo đi sang một bên, nhường đường cho xe ngựa. Thế này là sao? Nguyệt Khanh mới sững sờ. Đi! Phi Ly đột nhiên vỗ mông ngựa, xe ngựa chạy thẳng về phía trước, xuyên qua nam tử trung niên phóng như điên, bụi bặm dưới đất đã bị cuốn lên. Nam tử trung niên dùng tay áo xua tan bụi bặm bất đắc dị nói Đúng là vô học, đi đường mà làm bẩn quần áo của người ta. Trên quán rượu, đột nhiên có một người phụ nữ thò đầu ra. Người phụ nữ kia tuổi tác không nhỏ, dung nhan tạm coi là vẫn còn phong giận. Nhưng tính khí khá tệ, quát lớn với nam tử trung niên bên dưới. Chỉ có tên chó chết nhà ngươi vô học thôi, nợ bà này một tháng tiền rượu rồi, lần nào cũng nợ, nợ nợ nợ, nợ cái con mẹ nhà ngươi. Nam tử trung niên lại mặt đỏ hơi thở không gấp, nhìn người phụ nữ trên lầu nói, Tạm nương, không phải là ta không có tiền, chẳng qua là ta uống rượu, trả xong tiền thì quan hệ giữa chúng ta cũng đứt đoạn. Nghĩ tới đây, lòng của ta lại đau như cắt. Đưa tiền đây thì không có đau, các huynh đệ đánh hắn cho ta, đánh cho tới chết thì thôi người phụ nữ được gọi là tam nương chỉ vào hắn hô to bảy tám tiểu nhị cầm chổi chạy từ trong quán rượu ra lao thẳng về phía nam tử trung niên kia mọi người cảm động trên thế gian đều là gì chân tình nam tử trung niên có vẻ cực kỳ đau buồn tam nương ta thật lòng với nàng sao mà nàng không cảm nhận được một cái ghế dài nện lên đầu của hắn nam tử trung niên ngã ngửa ra đằng sau nằm dưới đất không có nhúc nhích đám tiểu nhị mới lập tức dừng tay không phải là chết rồi đó chứ có người cẩn thận hỏi một lát sau trên con đường không một bóng người cửa quán rượu đóng chặt chỉ có ánh mắt của bà chủ quán rượu trên tầng hai có vẻ sợ sệt vẫn bất an nhìn xuống dưới không phải là chết thật đó chứ nam tử trung niên đột nhiên mở mắt nhảy mắt với bà chủ biết ngay là tam nương quan tâm tới ta mà Người phụ nữ kia thở phào một tiếng, sau đó giọng điệu cũng dịu đi. Tên của ta có chữ Tam, trong nhà cũng không có đứng thứ ba, sao mà vừa gặp mặt ngươi đã gọi ta là Tam Nương? Hai hàng mi nở rộ như sương khói, còn thắng qua dung tới ba phần, cho nên mới gọi nàng là Tam Nương. Nam tử trung niên nằm dưới đất, vừa cười vừa nói. Bà chủ nghe vậy chẳng có hiểu gì, nhưng cũng biết là lời khen, cười mắng nói năng có vẻ là nho nhã nhưng mà chẳng hiểu người đang nói cái gì. Đám tiểu nhị núp sau lưng của bà chủ lao nhào thở dài. Xem ra hôm nay không có lấy được tiền rượu rồi. Một tháng qua, mỗi lần bà chủ nổi cáo là nam tử trung niên kia lại nói dăm ba câu dỗ dành bà ta. Nam tử trung niên vẫn nằm dưới đất, giọng điệu có vẻ bị ổi. Vì ta là người đọc sách mà. Bà chủ cười mắng, chưa có thấy người đọc sách nào mà lôi thô như thế đám tiểu nhị lao nhào lắc đầu. Khi mà nam tử trung niên không có ở đây, bọn họ thường hay nói xấu hắn, nhưng mỗi lần bà chủ đều cười khẽ nói. Đừng có nhìn tên kia lô thô nha, thật ra mặt mày của hắn trông rất đẹp đấy. Nam tử trung niên mới đứng dậy, chậm rãi phủi bụi bặm trên người. Một con ngựa trắng toát kéo theo một chiếc xe ngựa qua lệ dừng lại trước mặt của hắn. Lần này chắc là đúng rồi chứ. Nam tử trung niên mới lẩm bẩm, Cô gái áo xanh kéo dây cường Nhìn hắn một cái hỏi Vị tiên sinh này có thể nhường đường không Các người đi về phía bắc sao Nam tử trung niên hỏi Cô gái áo xanh mới sững sờ Sau đó gật đầu nói Đúng là đi về phía bắc Nam tử trung niên vui vẻ nói Ta là một người đọc sách Một lòng muốn tới phương bắc xa xôi Ngắm qua nguyên ngàn dặm Băng sơn dạng trưởng Cho nên ta mới chặn xe ngựa của các người Chẳng hay cô nương có đồng ý không Cô gái áo xanh lắc đầu, không đồng ý. Quân tử lễ độ giúp người làm vui. Nam tử trung niên cao giọng nói, sao mà không giúp người ta hoàn thành ước nguyện. Ta là nữ nhân, không phải là quân tử đâu, mong thiên sinh nhường đường cho. Thị nữ áo xanh mới trả lời, không được, mang ta theo giới. Nam tử trung niên lắc đầu. Bạch Lý Đồng Quân, dán rèm xe ngựa bước ra, giọng nói bực bội. Lại là người của thiên ngoại thiên tới chặn đường sao? Thị nữ áo xanh mới lắc đầu Ta chưa từng gặp người này Không phải là môn nhân của thiên ngoại thiên Bạch đi Đồng Quân nhìn hắn một cái Tiên sinh là ai Ta là người đọc sách Muốn đi về phía bắc Nhưng mà không có tiền đi đường Chẳng hai cái vị tiểu hữu này có đồng ý dẫn ta đi không Nam tử trung niên trả lời Mấy người chúng ta Không phải là tới phương bắc du ngoạn Chúng ta có chuyện rất quan trọng Dọc đường có tranh đấu sinh tử Tiên sinh đi cùng với chúng ta E là không ổn rồi bách lý đông quân lắc đầu nói ổn ổn mà nam tử trung niên dỗ dài của bách lý đông quân vừa cười vừa nói một khắc trước còn đứng cách xe ngựa hơn một trượng nhưng mà lúc này đã ngồi trên xe ngựa ngay bên cạnh bách lý đông quân tam nương ta đi đây nam tử trung niên dẫy tay với người phụ nữ trên tầng hai người phụ nữ kia thần sắc hơi buồn bã lần sau trở về nhớ trả tiền rượu đó ta hiểu rồi, uống rượu chưa có trả tiền, duyên phận của chúng ta cũng chưa dứt. Nam tử trung niên nhận roi ngựa của thị nữ áo xanh, nhẹ nhàng dùng lên, tiêu sái rời khỏi. Khi mà xe ngựa đi qua quán rượu, nam tử trung niên cầm cái bình rượu bên hông của bác Lý Đông Quân lên, ngửa đầu uống một ngậm. Từ nay, trên thế gian này lại có thêm một nữ nhân si ngốc chờ ta. Chương 285 Ngoạ Hổ Tàng Long Bạch đi Đồng quần ngơ ngác nhìn nam tử trung niên tự nhiên như ở nhà vậy. Thị nữ áo xanh, một tay đặt lên cái đoạn kiếm bên hồng, một tay cầm dây cương, chờ tiểu thư trong xe ngựa ra lệnh là trực tiếp động thủ thôi. Thành Nhi, đi tiếp đi, ta thấy cái vị tiên sinh này không có giống người xấu đâu. Trong xe ngựa, Nguyệt Giao dịu dàng nói, tuân lệnh, Thanh Nhi lập tức buồn kiếm, dùng roi đánh xe ngựa đi tiếp. Nam tử trung niên lao rượu trên râu ria, nhìn vào xe ngựa cười nói vẫn là cái vị cô nương này hiểu lý lẽ đúng vậy ta là một vị công tử ôn hòa như ngọc vừa nhìn là biết không giống là người xấu rồi bà đi đồng Quân vuốt ve ngọc bội bên hồng nghĩ thầm có phải ngươi hiểu lầm về ngọc không cái thằng nhóc nhà ngươi là bách lý đông quân sao nam tử trung niên nhìn y một cái bách lý đông quân nhìn hắn thế ngươi là ai ta tên là quân ngọc nam tử trung niên gãy cái lọn tóc mai của mình. Quân Ngọc khiêm tốn ôn hòa như Ngọc. Ta có tiền, Bạch Lý Đông Quân không hề do dự lấy từ trong bọc hành lý ra một thỏi bạc to đặt trước mặt của nam tử trung niên. Thỏi bạc này đủ cho người từ phía bắc xa xôi, lại từ phía bắc xa xôi đó đi tới xa nhất của phía nam. Người đi đi, không có thể ngồi xe ngựa của chúng ta được đâu. Nếu ta không đi thì sao? nam tử trung niên ngoài miệng thì nói không đi nhưng mà tài thì lại thản nhiên cất thỏi bạc vào trong túi ngươi nhất định phải đi thôi bách lý đông quân hạ giọng nói giọng điệu không còn hiền lành bây giờ ta đang rất bực tức thiếu niên lễ khí trong lòng của ngươi rất nặng nam tử trung niên dỗ dỗ lòng ngực của bách lý đông quân ngươi là người từ học đường ra phải có cái chất quân tử chứ cái gọi là chất quân tử, tức là có thể có vui mừng, có phẫn nộ, có bá đạo, có thành tú, có sát khí, nhưng mà duy nhất không được có lệ khí. Lệ chính là tà, sai một bước, dạng kiếp bất phục. Đột nhiên, bị đánh vài cái vào trong ngực, Bạch Lý Đồng Quân vốn cực kỳ tức giận, nhưng sau mỗi lần gõ, cảm giác ngột ngạt trong lòng huy như bị đánh tan. Toàn thân từ trên xuống dưới đều rất là thoải mái, sợ dây căng cứng trong lòng đã bị nới lỏng. Y mới nhìn nam tử trung niên kia. Những lời của tiên sinh vừa nói đúng là không có tầm thường. Tiên sinh từng là người trong học đường sao? Ta từng nhận sách của học đường nhưng mà chưa từng tới học đường. Nam tử trung niên cười gian. Đáng tiếc không thì trong thiên khải thành cũng sẽ có các cô gái suy ngốc nhớ tiên sinh. Bách Lý Đông Quân nửa chế nhạo nói. Đừng gọi ta là tiên sinh, ta tên là Quân Ngọc. Nam tử trung niên nhấn mạnh mình tên là Quân Ngọc rồi mới lặp lại. Khiêm tốn, ôn hòa như Ngọc. Bánh Lý Đồng Quân lắc đầu. Ngươi nhìn lại mình đi. Tóc tai thì bù xù, râu ria xòm xòm. Quần áo thì tả tơi, người đầy bụi đất. Có chỗ nào là quân tử, có khúc nào như Ngọc đâu. Quân tử hữu hình mà dông hình. Tâm sáng lòng lanh thì như Ngọc. Vị tiên sinh này là quân tử, còn như Ngọc. Nguyệt dao, trong xe ngựa cười nói chắc là phải cạo hết râu ria thì mới có thể nhìn ra được. Vị cô nương này tình mắt nha, nghe giọng nói chắc là tuyệt sắc vốn nhân gian. Quân Ngọc không hề e ngại kéo cái đèn che nhìn vào trong xe. Nguyệt Giao cũng không có để ý, chỉ cúi đầu mỉm cười. Quân Ngọc tán thưởng liên tục. Ôi cha, thật không ngờ cùng một gương mặt. Một chỉ là tuyệt sắc trần gian, một lại như tiên nữ trên trời. Tâm sáng lòng lành thì như Ngọc, cô nương cũng là người tầm sáng long lanh. Nguyệt Giao ồ lên một tiếng, xem ra lần này Nguyệt Thành cũng tới rồi. Nguyệt Khanh là ai? Bách Lý Đông Quân hỏi. Mũi mũi của ta, Nguyệt Giao lạnh nhạt nói. Bách Lý Đông Quân nhìn Quân Ngọc, vừa rồi ngươi đã gặp bọn họ sao? Một người trẻ tuổi quể quải, một đại mỹ nhân tinh khí không tốt. Ta muốn ngồi nhờ xe của bọn họ đi về phía Bắc, nhưng mà thiếu chút nữa đã bị bọn họ giết rồi quan ngọc nhúng dài đây chính là lễ khí nhanh lên sắp đủ kịp rồi bách lý đông quân mới vội vàng la lên thanh nhi dung roi ngựa mắt thấy xe ngựa sắp đi qua cửa hàng chợt có một người hạ xuống ngăn phía trước một ông lão dốc dáng tiều tụy nhìn từ xa lại trông như là một bộ xương khô con mẹ nó mãi không có chịu dứt bách lý đông quân đặt tay lên trường kiếm chất quân tử quan ngọc mẹ hát lớn Người muốn hàng ma nhưng mà đừng để bản thân thành ma. Bạch đi Đồng Quân cắn răng, ta thật sự rất giỏi đó. Gấp gáp hơn nữa cũng phải giữ vững đạo quân tử của mình. Nếu không lệ khí quá nặng, lạc mất bản tâm, ngươi cũng không những không có cứu được bằng hữu của ngươi mà còn không có cứu được chính mình. Quan Ngọc trầm giọng nói, Thành Nhi kéo cương ngựa xe dừng lại, nhìn người tỏa ra khí tức kỳ quái phía trước, hạ giọng nói, Tiểu Thư là không cần nghĩ toàn thân đã tỏa ra khí tức âm trầm quỷ dị chắc chắn là vô tác sứ nguyệt giao mới thở dài một tiếng dù pháp dù thiền dù tướng dù tác sứ vị khó đối phó nhất trong số tứ tôn sứ bạch ly đồng quân ngươi đã đấu với hắn một lần trong thiên khải thành bạch ly đồng quân nhíu mày khi đó hắn giả trang thành cái người trẻ tuổi tự xưng là con cháu của gia cát gia gia cát dân sư phụ từng nói với ta vô tác sứ thật sự có hai người một kẻ tính cách ôn hòa một kẻ hung ác bẩm sinh người đã giết vô tác sứ hung ác để lại vô tác tính cách tương đối ôn hòa thế nhưng cái người trước mặt sư phụ giết nhầm sao không phải giết nhầm là hắn đã dung hợp huynh đệ của mình vào trong nội tâm quân ngọc trầm giọng nói nguyệt giao trầm ngâm nghĩa là sao song sinh như vậy vốn có tâm linh tương thông một người đã chết nhưng mà cũng gieo một hạt giống trong lòng người còn lại. Có thể nói, người trước mặt của chúng ta đã không phải là bất cứ vô tác sứ nào lúc trước. Quân Ngọc giải thích, quyền diệu, quyền diệu tới cực điểm nhưng mà cũng vô cùng quỷ dị. Con người, một khi mà cực đoan sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Đây chính là vì lệ khí quá nặng cho nên làm quân tử có thể vui mừng phẫn nộ, bá đạo, nho nhã nhưng mà không được có lệ khí. Lệ chính là tà, sai một bước dạng kiếp bất phục, sẽ biến thành cái loại yêu quái như vậy đó. Quân Ngọc chậm rãi nói, Ba Lý Đông Quân cao mài, đã tới nước này rồi, còn thuyết giáo cái gì nữa, cuối cùng vẫn là phải đánh thôi, loại quái vật như vậy không dễ đối phó. Người sai rồi, quái vật do lệ khí tạo thành, tuy trông rất đáng sợ, nhưng mà chỉ được cái mã ngoài thôi, sợ cái gì chứ, chớp mắt là phá được thôi. Quân Ngọc ngạo nghệ nói, Bạch Lý Đồng Quần nhúng dài Vậy ngươi đánh đi Ngươi nghĩ gì sao ta ở đây chờ các ngươi Đương nhiên là đợi giờ phút này rồi Đáng tiếc Tam Nương không có được thấy phong thái trát tuyệt của ta tiếp theo Nếu không chắc chắn sẽ gào khóc Đòi đi theo ta rồi Quân Ngọc nhìn về phía trước cao giọng nói Học đường Quân Ngọc xin chỉ giáo Học đường Quân Ngọc sao Các bạn vừa nghe xong tập 41 thiếu niên bạch mã cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt